Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Line Travel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Line Travel trong thời gian vừa qua. Hôm nay Line Travel xin chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn một cái video về cảnh đường phố của Nha Trang vào ban đêm, cũng như là những cái tòa nhà mà có đèn LED đẹp ở thành phố Nha Trang vào ban đêm. Thì hiện tại tôi đang chia sẻ cho quý vị đây cái tòa nhà thứ nhất, đó là tòa Nam Á Banh, nằm trên đường Thái Nguyên, nó đối diện với ga Nha Trang. Quý vị, rất đẹp. Thì mình đi ngang đây mình thấy cái tòa nhà này đèn LED nó rất là nổi, rất là nhiều màu sắc, xanh đỏ vàng tím đầy đủ, và cái kiểu chạy LED cũng rất là đẹp. Quay cho quý vị xem cái tòa nhà có đèn LED đẹp. Cái tòa nhà này nằm trên đường Thái Nguyên quý vị, đối diện ga Nha Trang. Quý vị đứng trên ga Nha Trang, quý vị nhìn qua thấy rất là đẹp. Quý vị thấy màu sắc nó ngá liên tục. Đi tình hướng 30 xuống là nhìn thấy tòa nhà này là đầu tiên luôn. Thì đó là cái tòa nhà thứ nhất, có cái đèn LED rất là đẹp quý vị. Tòa tiếp theo mình xin chia sẻ cho quý vị tòa nhà thứ hai, cũng như cảnh đường phố của trước cái tòa nhà này, đó là quý vị không lạ gì, đó là Vincom Plaza trên đường Lê Anh Tôn. Này là tòa Vincom Plaza trên đường Lê Anh Tôn của thành phố Nha Trang quý vị. Nó nằm gần ngay chỗ cái đoạn đường Nguyễn Đình Thục, đường Vương và đường Nguyễn Thị Minh, đường Hoàng Hoa Thám. Thì ở Nha Trang này có hai tòa, đó là Vincom Plaza Lê Thánh Tôn và Vincom Plaza trên đường Trần Phú. Thì tòa này là tòa Vincom Plaza trên đường Lê Thánh Tôn, còn mình thấy nó lớn hơn. Đèn LED của nó không có nhiều màu sắc, nó cũng không có chất nhóm như là những cái tòa nhà khác, nhưng mà nó chỉ màu, mình thấy nó màu vàng vàng rất là nổi rồi, nhìn rất là sang trọng, nhìn thấy rất đẹp. Phong cảnh ở trước của Vincom, còn Vincom Plaza này cũng là rất là sinh động, khách du lịch cũng như xe cộ qua lại rất là tấp nập. Đây là tòa thứ hai mình muốn chia sẻ cho quý vị. Tòa nhà tiếp theo, tòa thứ ba mình muốn chia sẻ cho quý vị, đó là tòa Arizona. Thì cái tòa nhà Arizona này nằm trên đường Trần Hưng Đạo quý vị, ngay chỗ góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo đường Lê Thánh Tôn. Quý vị chạy lại một xíu để quý vị có thể thấy cái tòa nhà này. Thì mình thấy cái tòa Arizona này là rất là nổi rồi, nổi nhất của Nha Trang. Màu sắc của nó rất là nhiều, đủ loại màu, xanh đỏ vàng tím đầy đủ hết, và nó chớp nhá liên tục, đèn nó sáng lên liên tục, rất là cái người nhìn từ xa lại người thấy cái tòa nhà nổi nhất, người xuống dưới cái biển người nhìn lên thấy là thấy cái tòa nhà nổi nhất, màu sắc nó là từng đủ loại màu. Cái tòa này mình nó cũng ra nằm gần gần ngay chỗ Vincom Plaza Lê Thánh Tôn luôn rồi.
hàng Việt Nam. Rất nhiều màu sắc, rất đẹp. Đây là cái tòa nhà thứ 3 mình muốn chia sẻ cho quý vị. Và cái tòa nhà thứ tư mình muốn chia sẻ cho quý vị đó là tòa Nha Trang Center. Nó ở dưới là cái trung tâm thương mại là Nha Trang Center, và ở trên là hai tòa tháp và Diamond Bay Hotel. Quý vị, quý vị thấy tòa này là đèn led nó cũng rất là đẹp. Tôi đang quay ở đây là mấy bên hông của một cái tòa tháp thôi. Ở phía ngoài của địa mặt tiền đường Trần Phú là mình thấy tổng thể hai tòa tháp luôn, rất đẹp. Cái đèn led của cái tòa nhà này á, mình thấy nó chạy rất giống cái đèn led của tòa Mường Thanh Nha Trang trên đầu của tòa Trần Phú. Màu chủ đạo của nó là màu xanh dương, màu chủ đạo là màu xanh dương rất là đẹp. Thì thấy có một tí nữa vẫn là chủ đạo là một sinh viên đẹp, nó cũng nhớ liên tục, nó nhớ liên tục luôn. Còn đây là cảnh ở phía mặt tiền mình thành phố nữa, rồi trung tâm thương mại là Trang Center, hai bên của nó là cái tòa tháp là đây mình bay hotel, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng, giống như đang ở California. Thì thấy cái màu led của nó, màu led nó màu chủ đạo là xanh dương, cái chữ của nó rất giống Mường Thanh ở trên cái tòa biệt thự. Tòa này quý vị đứng dưới biển thì nhìn lên từ xa rất đẹp, xanh nó rất đẹp, và led của nó là chạy liên tục luôn, chạy phía dưới biển chạy liên tục rất đẹp, nên nó không có dừng, màu xanh là màu chủ đạo. Quý vị thấy một tuần của đường thành phố rất đẹp. Thì tòa này là tòa mà mình tư muốn chia sẻ cho người. Và cái tòa nhà thứ 5 mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn đó là tòa Panorama. Thì cái tòa Panorama này là cái đèn led của nó đơn giản thôi, nó không có gì là sắc, đơn giản như cái đèn màu xanh đậm. Và cái tòa này nó nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị, ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và đường Hùng Vương. Tòa này đã xây xong lâu rồi nhưng mà chưa thấy mở cửa. Khi nào mở cửa các bạn vào tham quan kiến cái hình rất là đẹp, tòa đi đường cung rất đẹp luôn. Led thì nó nhé liên tục nhưng mà nó nhẹ và nó có sặc sỡ cho lắm.
cái tòa nhà thứ 6 mà có đèn led đẹp và sang trọng mình muốn chia sẻ cho quý vị, đó là cái tòa Westview Hotel của Nha Trang quý vị. Thì cái tòa này nó nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai luôn, nó cũng gần tòa Panorama và nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và đường Tô Hiến Thành quý vị. Tòa này thì nó mới xây, tòa này và tòa bên cạnh sát nó, hai tòa liên tiếp nhau là cũng là hotel luôn, và tòa bên cạnh là tòa Regalia Gold. Tòa Vigo thì nhìn nó sang trọng, đèn led của nó thì tự nhiên đơn giản, không có lề lẹt nhưng nó rất là đẹp. Đây là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bà là đang Nguyễn Thị Minh Khai này, ngay góc đường Hùng Vương Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người thấy cái phía dưới của tòa, cái sảnh của tòa Vigo Hotel này. Bên cạnh đó là cái tòa Regalia Gold, hai tòa này cũng vừa mới hoàn thiện xong, vừa mới xong cùng lúc luôn, sắp rất là đẹp. Cái tòa nhà cuối cùng mình muốn chia sẻ cho quý vị đó là tòa Regalia Gold Hotel, thì nó cũng nằm gần ngay bên cạnh của tòa Westview Hotel Nha Trang luôn. Nhưng mà cái tòa Regalia Gold này là đường led nó đẹp hơn quý vị, nó rất là đẹp, nó chạy theo kiểu hình vòng cung và nó lỗn vào rất là nhiều màu sắc và nhìn rất là sang trọng luôn. Đây, đây là cái sảnh phía dưới của nó này, cái dàn led của nó ở phía trên nó chạy đẹp lắm, sang trọng luôn. Thiết kế thì nó cũng hơi đẹp, và cái kiểu led nó cũng thiết kế hơi kiểu như vậy luôn, sang trọng rất nổi luôn. Những người đi tới cái đoạn cuối đường Tô Hiến Thành mà cách ngang với đường Nguyễn Thị Minh Khai, những người thì thấy cái đoạn này mới, theo này rất là mới luôn, rất là quan trọng. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho quý vị về một số cái tòa nhà có đường rất đẹp cũng như cảnh đường phố như trang hoàng luôn. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Quý vị xem video vui lòng nhấn like và chia sẻ cho mình xem, đồng thời đừng quên nhấn đăng ký để có thể xem những video tiếp theo của kênh Live Chơi Vô nhé quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.